mẹ nấm á. Đúng rồi, cái đề tài là mẹ nấm á chú. Đây đề tài về chú nguyễn ngọc cùng cho biết chứ. Đúng biết rồi được. Thì bây giờ nấm là cái tên của được không, được rồi, tốt, tức là nấm là cái tên của con của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cho nên là mình ai gọi là cái phía hai thứ hai là cái nickname ấy, của nó là người là mẹ nấm, cho nên là mình không phải gọi mẹ nấm, tức là gọi cái con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là mẹ, đúng không, mình gọi cái nickname của nó đấy, đứa con của nó là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thì chú con đã tìm hiểu về cái con mẹ nấm này như thế nào chưa? Em thì em nghĩ là như thế này, em nghĩ như thế này, cái đối với trường hợp của chỗ mẹ nấm ấy thì thôi không bàn, không bàn, bởi vì là theo em ấy là không bàn, bởi vì là thôi để người ta hoàn thành tốt cái công việc của người ta đó. À, mọi người không không nên bàn cái này là, cái chiến lược, cái chính sách của cái... vâng. Tức là, anh hiểu em nói không? Hiểu ý tức là cái kế hoạch của người ta, tức là kế hoạch bắt đầu tiên là cố tình chống lại chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đúng không? Theo đúng quy trình. Rồi sau đó coi như là vào tù sau đó được chính phủ các nước coi như can thiệp để mà rước qua đó, đúng không? Như thế là đúng quy trình và coi như là đúng ý định, đúng không? Đến giờ, bây giờ coi như hoàn thành ý định đó, đúng không? Không, em không, anh hiểu sai ý em rồi. Ừ. Tóm lại là trong đợt vừa rồi thì mình cũng quét sạch hết dân chủ quậy ở trong nước, đúng không? Ừ. Thì bây giờ còn có bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài nữa, đúng không? Không, dân chủ quậy ở trong nước thì cũng còn chứ không phải chưa sạch. Vâng, không. Em nói với anh là sạch hầu hết rồi. Còn những người nào cần ở lại thì nên ở lại thôi. Đó. Ừ. Còn chống cộng cực đoan ở ngoài nước ngoài nữa thì mình cũng làm nốt anh ạ. Và nếu mà mình cứ chuyển từ, tức là nó bên đấy nó chửi về, mình bên này mình chửi ra, mình nói sang thì nó cũng muôn thuở, anh hiểu không? Nên là bây giờ làm thế nào để chị gọi là dẹp gần như dứt điểm thì phải làm tất cả mọi thứ đều phải có lộ trình, có kế hoạch hết. Em nói anh là Đảng Cộng sản Việt Nam thì tính mọi thứ đều từ 5 năm đến 10 năm chứ tính gì một vài năm. Anh hiểu em nói không? Rồi, sao? Đó là anh hiểu rồi, vì sao 10 năm lại xuống còn 2 năm, trong khi đó chả ai đứng ra John McKay thì cũng thêm mất rồi, cũng không ai đòi, tao tự nhiên lại thả. Anh hiểu không? Không, không, bây giờ để người ta hoàn thành nốt. Cơ bản là nốt cái nhiệm vụ của người ta. Anh hiểu ý em à? Không, anh không hiểu ý, anh cứ ngay thẳng, chú nói nhiều khi chú nói mà A này bắt anh hiểu thằng B, bây giờ anh già rồi. Thành cùng là bây giờ mà chú cứ bắt như thế thì anh vỡ não nó mất thôi, có gì chú cứ nói thẳng ra đi nha. Tình báo Hoa Nam ấy anh. Ừ, tình báo suốt ngày mình suốt ngày chú bắt anh bấm số 1 rồi bấm số 2 mà điên hết cả đầu rồi. Thôi anh bây giờ cứ ngay thẳng thôi, bây giờ 1 cho 1 2 cho 2. Đấy, thành cùng bây giờ đây là bí mật quốc. Đây là bí mật quốc gia anh hiểu không? Nên là không nói được. À. Thế thì ví dụ anh mà nói thẳng tuyệt ra, bây giờ ví dụ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là coi như là gián điệp của coi như là mình cài sang đấy. Ôi anh đừng nói. Ôi. Anh cái thuyết âm mưu. Trời ơi chú, mình nhiều khi mình là người dân mình cũng được có quyền có suy nghĩ. Chú hiểu không? Được không, quyền không phải đâu. Nói chung là nó nhiều lý do. Thực ra em nói anh là anh em mình logic tất cả các sự kiện lại thì mình hiểu ra ngay vấn đề đấy chứ. Thôi bây giờ thôi chú logic cho anh dạo này đầu óc coi như chậm hiểu quá. Thôi nói tuyệt cái thì em bảo anh, em nói anh như này nhá. Cái vấn đề cuối cùng ấy là sau cái vụ 10 tháng 6 ấy thì okay. Những cái người mà dân chủ cuội trong nước thì còn nác đác một vài người và cũng mọi người cũng để ý là gần như là bắt hết rồi thì còn nác đác một vài người. Những người mà còn ở lại ấy thì là những người cần phải ở lại. Cần phải ở lại đó. Thì bây giờ là cái việc tại sao cái vụ 10 tháng 6 nó xảy ra, bởi vì là mình chưa trị dứt điểm được cái nguồn tài trợ, nguồn tiền từ Việt kiều, từ hải ngoại, đúng không ạ? Đó, và cái đấy là cái đau đáu, cái công tác mà mình chưa làm tốt trong thời gian dài vừa rồi. Lý do vì sao chưa làm tốt, bởi vì là mình chưa sát sao,
mình chưa ở gần cận và chưa biết trước được cái kế hoạch của họ. Đó, nên là cần có những người, con người như vậy, những người làm được những việc như vậy. Rồi thực ra thì bây giờ nó không không đánh nhau, nó không không dựa vào kiểu là ông ở bên ông là kẻ thù, tôi thì ông ở bên phía kia, tôi là đồng minh thì ở bên phía này. Nó không có như thế nữa rồi, mà nó phải có những cái sự kế hoạch, những cái chiến lược, những cái mà đánh từ trong lòng địch. Đó, mọi người dần dần sẽ thấy rằng là cả vấn đề về tuyên truyền, cả vấn đề về thông tin, dần dần mọi người sẽ thấy rằng là hiệu quả hơn. Rồi, và cái nghị quyết 36 nó sẽ triển khai được. Không, nói chung được. Là không phải anh nói mới đó, đạt được. Em nghĩ rằng là mình không không phải cái nghị quyết 36 là bắt đầu từ ngày 26/3/2004, cái ngày nay đã đợi được 14 năm rồi. Mà nghị quyết 36 thì trong hai chương trình vừa rồi thì anh cũng đọc tất cả, tức là cái nghị quyết 36 anh đã đọc ra và anh cùng với tất cả các anh chị em Việt kiều và trong nước phân tích về cái nghị quyết 36 đó. Thì theo anh nghĩ là hiện nghị quyết 36 hiện nay coi như là được cái bà con Việt kiều ở, tức là những cái bà con Việt kiều hiện nay của Việt Nam sống ở nước ngoài ấy, rất là hoan nghênh. Và nói chung là nói là tức là chính phủ Việt Nam, là nhà nước Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hiện nay coi như rất là nhân đạo. Thì thôi, hôm nay thì là mình cũng sẽ có khả năng mình cũng phân tích kèm thêm về cái nghị quyết 36, nhưng mà hôm nay muốn nói về cái con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này. Tức là bây giờ ví dụ là trong năm nay chẳng hạn, ví dụ như những cái đứa mà mình cứ coi, tức là bọn dân chủ quậy, bọn chống cộng cực đoan ấy, chúng nó cứ gọi là tù nhân lương tâm. Thì năm nay, trong vòng một năm nay ấy, từ cái hồi mà ví dụ Tổng thống Trump hoặc là anh Cấp Đi nói đúng lên rồi ấy, anh. Thì nói chung anh là mấy có rồi. mấy tên được có Mỹ. Thì vừa đợt vừa trước ấy, cách đây khoảng một hai tháng thì tên là được Trung, tất cả những người chiến sĩ thầm lặng á, là em nói anh, là tất cả những người chiến sĩ thầm lặng ấy, là mình cần sao cho nhiều quá coi như là mất mạng luôn rồi. Facebook trừng phạt chú ấy. Rồi có điện thoại hay là ai phá rồi, đổi sang cái gì ti tong phi phong như thế cũng bị phá. Đấy, nói chung là mẹ chú thuộc dạng ăn ở coi như là làm sao ấy. Em đang chạy cao tốc. Rồi. Em đang chạy cao tốc nên sóng nó kém. À. Rồi, có gì nói tiếp đi. Khổ. Nói thì nhanh đó, như tốc độ của đường cao tốc. Em nghĩ là không nên bàn sâu về cái vấn đề này. Có uống đâu anh, em uống đâu, em đang đi bình thường mà, có uống đâu. Đây là tối, cái này là do tối nên là mặt nó đỏ thôi chứ không uống. Mọi người cứ như kiểu em là nát rượu ấy. Em là cháu của chú Tiên này đây nhưng mà không nát. Chán rồi. Thì là nói về chủ đề khác đi chú. Không. Đấy bây giờ cháu Đạt thích thì Đạt nói về cái nghị quyết 36 đấy. Nói đi. Xong rồi chốc anh sẽ quay lại anh nói về cái vấn đề con Như Quỳnh này. Rồi xin chào chúng ta quê. Em mình phải đồng hành cùng với cả chị đấy để mà tiêu diệt tận gốc những bọn chống cộng cực đoan chứ. Vì đấy là cái mà đấy là cách duy nhất mà có thể là tiêu diệt được những cái con người mà chống cộng cực đoan đấy, để mà làm tốt cái vấn đề về nghị quyết 36. Thực ra thì những người mà hiện tại bây giờ đang chống cộng ở Việt Nam ấy, ở bên nước ngoài ấy, thì nó là một là nó theo phong trào. Nó theo phong trào thì ở chỗ là cái thế hệ trước thì bắt cái thế hệ sau, cộng với cả là nó tự thành lập những nhóm, những tổ chức để bắt người ta phải quyên góp. Đó, bắt người ta phải quyên góp, nếu không thì người ta gây khó khăn. Như kiểu bọn xã hội đen ấy, nó bảo kê ấy, kiểu như vậy. Và lấy cái cớ đấy để mà minh xác hóa thôi. Chứ còn bản thân họ cũng không, bản thân những người mà đứng ra gọi là các tổ chức cộng đồng ấy, thì cũng không... Không có ý định là chống cộng đâu. Và nhà nước mình thì Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhận thấy điều đó. Nên là cần phải có người ở chính trong những bộ máy của những cái gọi là cái cộng đồng đó. Cần phải có những người như vậy.
để hướng dần, hướng dần. Đúng rồi. Rồi ba chống qua quay là tí nữa, một lát nữa anh sẽ mời em lên. Rồi xin chào anh Michael Bách. Ôi xin lỗi tất cả các chị em thì chính như vừa vào chương trình thì ngày mai là ngày 20 tháng 10 rồi, là ngày phụ nữ Việt Nam. Thì nhân cái live này thì tôi gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc tới tất cả các chị em phụ nữ trên mọi miền của đất nước, nhất là những chị em phụ nữ hiện nay đang ngồi ở trong diễn đàn của tôi. Đạt, chúc chị em phụ nữ đi mày. À, à. À thế à? Tới một nửa người phụ nữ Việt Nam đã công hiến, đã hy sinh cho. Ừ. Thế thì em cũng biết rằng là cái người phụ nữ Việt Nam rất là khổ, rất là vất vả. Ví dụ. Rồi đến vùng yếu sóng rồi. Ví dụ như vợ anh Bằng ghét lắm nhưng mà vẫn phải chịu vì người phụ nữ Việt Nam là tần tảo, là. Ví dụ như ở nước ngoài, ví dụ như ở nước ngoài là anh Thăng Bằng bị bỏ lâu rồi đấy. Mọi người cứ để ý xem những cái người mà live stream ở, thế à? Ở bên Việt Kiều ấy, làm gì có vợ có con gì đâu. Đó, thì đó là cái sự hy sinh, cái sự hy sinh lớn lao, công du ngôn hạnh đặc thù của người phụ nữ Việt Nam. Và người đàn ông chúng tôi, chúng em, chúng cháu cũng rất là trân trọng việc đó. Hy vọng. Hy vọng rằng là tiếp tục phát huy cái truyền thống đó và các mẹ, các chị yên tâm rằng là luôn luôn người đàn ông đứng sau và cổ vũ cộng như là động viên và chia sẻ những cái sự nỗ lực đó, hy sinh đó, đồng hành cùng mọi người. Ví dụ như anh Bằng thì ngày mai thì chắc chắn là sẽ rửa bát, nấu cơm để một ngày nào đó thay thế. Một ngày nào đó chia sẻ công việc nhà dù là nhỏ nhất cho chị. Đâu anh Bằng? Trời ơi, mà anh thì ngày nào chả phải sửa bát nấu cơm mà cứ làm như mỗi ngày mai. Mong muốn là các chị, các mẹ nói chung, chung là luôn luôn tin tưởng rằng người đàn ông Việt anh Nam. Anh nói với Đạt này. Dạ. Những người ví dụ như anh ấy sinh ra ở những vùng nông thôn, nói chung là bây giờ chứ là anh coi vợ anh cái là nhất vợ, nhì vợ và ba vợ, riêng cái bục danh dự ấy là không được ai đứng ở trên cái bục danh dự đó, đúng không? À? Cái thứ nữa là nói chung là rửa cơm, coi như anh nói thẳng nha, mỗi cái việc cho con bú thì anh không chịu, chứ còn anh làm được hết. Nói chung là làm không giỏi nhưng mà làm được. Anh ơi, thôi em xuống đây. Nha, chào mọi người. Chúc gia đình, đại gia đình sức khỏe. Thôi xuống, mạng đời hôm nào mà